da của chị nó bắt đầu có cái dấu hiệu là lão hóa đi xuống, nó có mấy cái nếp nhăn, nhất là cái phần rãnh cười nó sâu lắm. Nhiều khi chị cái mặt mình nó thấy nó giống như nó bị sệ xuống vậy đó, thì nhìn cái gương mặt chị thấy là nó rất là buồn, nó khi mình cũng không có chuyện gì hết, mình thấy nó làm như nó buồn buồn vậy đó. Sau khi chị được bác sĩ làm xong, gương mặt chị cảm thấy là được nâng cái cơ lên rồi săn chắc hơn, thì cái rãnh cười nó không có còn nữa. So với trước đây thì rãnh cười nó rất là sâu, thì bây giờ chị thấy là mình tự tin hơn và mình cái cảnh cười nó không biến mất luôn á, giống như là gần như là biến mất luôn, nó vi lai hơn, nó gọn, cái cơ mặt nó săn lên rõ ràng luôn á em, nhìn nó trẻ hơn rất là nhiều so với chưa làm. Thì chị cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trong quá trình được bác sĩ làm thì chị không có cảm giác đau đớn gì hết, chị có cảm giác là gương mặt mình nó ấm ấm thôi. Đặc biệt chị thích nhất là công nghệ BB hoàn toàn không có xâm lấn gì hết, mà cái gương mặt của mình được nâng cơ lên săn chắc rõ rệt luôn á. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, hơn 10 tuổi xong một giấc ngủ chưa? Ngay lập tức. Mọi người hãy cùng đến với Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,